Cuối cùng mày cũng sẽ tiêu diệt được bọn zombie này. Nó cũng đông nhưng mà ok, mày cũng diệt được rồi. Thành phố này càng bị nguy hiểm. Không được. Chừng nào tôi mới làm xong nhiệm vụ đây trời ơi. Quá nhiều thứ. Viên ngọc. Nó đang vắt sáng. Vậy có nghĩa là mục tiêu nó đang ở gần đây. Ok, vậy mới được chứ. Được rồi, bây giờ mình sẽ dùng vòng tròn extra để dịch chuyển tới mục tiêu. Ok. Hỡi vòng tròn extra xuất hiện. Hãy dịch chúng ta tới mục tiêu ngay lập tức. Và ok luôn, xin mọi người là xin đây ăn nhá. Và trong quay trở lại video của mình. Và trong quay trở lại video Minecraft. Thì không biết các bạn nào thấy cái gì thay đổi trên skin mình không thì yep. Thì thực sự thì mình cũng chả làm thay đổi gì mấy. Mình chỉ gọi là vẽ một chút gọi là thứ liên quan skin mình. Và đặc biệt là đôi mắt xanh của mình. Ta da. Chán thật chứ. Đã tới gần sắp tối nè. Cái rong cũng chưa chịu về nữa. Mất công mình làm đồ ăn tối mà chỉ có mình ăn à. Chán rồi. Mẹ mưa em có biết cái rong ở đâu không? Ít nhất phải nói mình một tiếng chứ. Chắc là mình nghĩ mình sẽ bật tin tức qua hôm qua có gì thú vị không? Pip. Chào mừng các bạn đến với bản tin của Minecraft ngày hôm nay 9:35 qua tại thành phố Minecraft City đã xảy ra một vụ zombie người sống. Zombie người sống tiêu diệt lũ zombie đó. Và người tiêu diệt thì chúng tôi không hề biết danh phận là ai. Và đó là bản tin của ngày hôm nay. Mong mọi người hãy cẩn thận hơn vào buổi tối. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong bản tin kế tiếp. Xin cảm ơn. What? Đáng sợ vậy? Zombie người sống hả? Eo ơi, zombie người sống hả? Nghe vậy kinh dị phết nhở? Nhưng mà chắc mình sẽ cẩn thận hơn vậy. Thôi càng cái đống này xong tính tiếp. Chán thật. Chì. Nhông. Ngon thật. Nhông. Cuối cùng mình tới nơi. Cái này cũng quen thế nhở? Sao cảnh vật nó đẹp thế nhờ. Chết rồi. Cuối cùng mình tới là nhức đầu thế nhở. Tới là chán thật chứ. Giờ cái hình chưa về nữa. Không biết giờ này con đi đâu ta. Biết ngoài trời biết có gì chơi không nữa. Chán thật mà. Đúng không? Hả? Ủa hình như là mình thấy cái gì nó vừa nổ đúng không ta? What? Có gì nổ vậy? Nhóc nào phá TNT hả? Nè. Hả? Ủa? Ai đây? Một chị gái đó. Nè. Hello. Chết rồi, chị ấy nó bị ngất. Chắc là mình nghĩ mình sẽ đưa chị ấy vô nhà được. Chị ơi, chị sao không vậy? Hey. Trời ơi. Mà nói lại sao nhà mình như kiểu nhà mình toàn kiểu có vụ án hay sao. Lúc nào cũng có người nằm với chết không mà. Ok, cơm đã nóng rồi. Bento cũng làm được xong rồi. Bây giờ mình sẽ đem lên cho bà chị kia vậy. Không biết bà chị kia là ai ta. Có vẻ lạ phết. Chị ấy còn nằm nè. Trời sáng rồi. Thiệt tình luôn á, ngủ y lắm. Ây da, cái bàn này sao hư vậy. Được rồi. Mình sẽ để đây, không biết chị ấy vậy chưa ta. Chị ấy đang mặc. Chị ấy chuẩn bị tận hay sao vậy. Hello, chị gái ơi. Anh nhá. Cô là ai? Hả, tôi. Cô có phải zombie đúng không? Cô tới đây để bắt cóc cô đúng không? Hả? Tại sao dùng cái mẹ chừng chị ngươi. Hả, cô bị khâu vá. Trời, tính ra tôi đem cô vào đây tôi cứu luôn á. Cô nhìn gì đây? Có đứa zombie nào tốt đến mức mà nấu cơm cho cô ăn không hả? ta xin lỗi. Tại vì ta đi làm tiêu diệt zombie nên ta hơi lộn xí. Xin lỗi cô gái nha. Zombie hả? Tức là cô chính là người hôm qua giết những lũ zombie ở thành phố Minecraft City hả? Đúng rồi. Ngon ngầu thật. Tôi là một thanh tra cực kỳ tài năng đấy. Thanh tra? Mình đấy. Thanh tra luôn.
Wow, không ngờ một thanh tra mà như cô lại nằm lê lết trước nhà tôi mà tôi phải bưng cô vô đây luôn á. Wow. Đó đó, đó chính là một tai nạn nhỏ thôi mà, có gì đâu. Thế á, ngoài, thế chị tên gì vậy? Tôi tên là không, tôi tên Cherry. Cherry. Sao lại là tôi nhớ Cherry màu đỏ mà cô màu xám mà kỳ đó. Vậy tên ba mẹ tôi đặt vậy, tôi thích màu xám mà có gì đâu. Nếu mà chị khỏe rồi thì em nghĩ chị cũng nên đi làm nhiệm vụ đi ha. Nè, đó chị cứ ăn đi. Hello. Tôi có thể ở lại đây được không? Làm gì? Là sao? Hình như tôi nghe theo tôi được biết thì hình như cô biết em gái tôi đúng không? Hả? Cô biết em gái tôi đúng không? Hả? Trời ơi, cô biết đúng không? Dạ cô bị khùng hả? Em gái cô là ai? Tôi quen cô đâu, cô bị khùng hả? Hả? Không, thế thiệt, hình như có người nói là cô biết em gái của tôi, trời ơi. Vậy hả? Nếu vậy thì... điên thật mà. Mẹ cô bé ơi, trời ơi, mở cửa cho tôi đi trời ơi. Tại sao tôi phải tin một người khùng như cô chứ? Thời gian cô cứ bảo là cô, tôi biết em gái cô mà tôi có quen cô gì đâu. Tôi nói thiệt mà, làm ơn tin tôi đi mà. Tôi nói thiệt, trời ơi. Mà vấn đề là sao tôi phải giúp? Tôi lạc em gái tôi mình mấy năm rồi đấy. Hả? Lạc em gái? Nhưng mà tại sao lại người đó phải là tôi chứ? Lạ chưa? Nhưng phải có lý do chứ. Theo con tim mắt bảo của tôi thì cô là nhất. Tôi là người duy nhất với em gái cô. Cô bị khùng rồi. Được rồi. Vô đây. Cô thực sự có phải một thanh tra không vậy? Sao cô nhiều giống nít vậy? Khó hiểu thật chứ. Thế mà cái lý do cô mất em gái hay sao vậy? Do cô làm nhiệm vụ xong là mất hay là mất từ hồi nhỏ? Mà sao mất mình mấy năm luôn vậy? Khó hiểu nha. Chuyện thì kể ra cũng khá là dài nhưng mà tôi có thể tóm tắt cho cô nghe là hiểu nhất là tôi và em tôi hồi đó rất là thân nhau, cực kỳ thân luôn ấy. Chung là một gia đình rất là hạnh phúc. Về một lý do cách quang nào đó thì tôi và em tôi đã tách ra. Hả? Khá là buồn. Tách ra từ nhỏ luôn hả? Buồn nhở? Vậy sao? Và bây giờ chỉ còn cô thôi. Hả? Hãy giúp tôi đi mà, trời ơi, có cô thì mà thiệt luôn á. Là tôi... cô mà không giúp tôi á thì không ai giúp tôi được đâu. Please. Được rồi. Xin cô đó. Được rồi. Được rồi, vì cô là thanh tra và cô cũng có nhiệt huyết về em gái mình nên nhất tôi cũng có thể giúp cô một phần. Nhưng mà giúp xong thì cô phải trả ơn tôi đó nha. Ok, tôi sẽ không bao giờ quên ân nghĩa của cô. Cảm ơn tôi rất nhiều. Được rồi, gần tôi không quen cô nha. Thôi, ngồi ở đây để tôi chuẩn bị đón sáng nha. Ok. Em gái sao? Có một chút cảm giác hơi lạ với chị gái này nhưng mà chắc chị ấy cũng không phải là người xấu đâu ha. Chắc mình sẽ giúp cô ấy vậy. Nè, ăn sáng nè. Đó. Cảm ơn cô nhiều nha. Nhông. Wow. Hình như đây có phải là Mirage City đúng không ta? Wow, đẹp thật rồi, chứ. Chị gái ơi. Mà nè, chị gái cho tôi hỏi nha. Tại sao tụi mình phải đi kiếm em gái cô mà phải tới Mirage City vậy? Tôi nhớ đây là khu rất là đẹp ở trong thành phố này nha. Đừng nói là cô muốn tôi với cô chơi đùa nha. Hay sao? Cái cô này nói tầm bậy không ạ? Nghĩ sao đây? Hả? Tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ chỗ này thôi mà có... Nói chung là... Hả? Ok... Hả? Oh my god! Trời ơi! Quần đẹp quá à! Trời ơi! Hả? Trời ơi! Em gái vào đây! Hả? Em gái vào đây nè! Ôi! Vào đây... Em gái! Vào đây! Trời ơi! Quần áo đẹp thế nè! Thật sự cô ta phải thanh tra không vậy? Chỗ mình... Ôi! Chỗ này... Ủa? Ôi, cô đang làm gì vậy? Hả? Áo chứ gì đâu trời... em gái thôi đi làm nhiệm vụ nè mọi người ơi. Thật sự luôn hả? Cô thật sự có phải là thanh tra làm nhiệm vụ không vậy? Nè, đi đâu vậy? Trời ơi, tới đây. Thôi đây, cô quăng ăn nè trời ơi. Cô đói không? Mà đi ăn nào. Vậy hả? Sáng giờ tôi chưa có gì vào bụng. Bây giờ tôi đói. Được rồi, ngồi đó tôi mua đồ ăn nha. Ok, lát là tụi mình sẽ đi kiếm em gái con nha. Mà tôi nói nè, đây thành phố cô đừng có cầm cái kiếm được không? Người ta tự mua giết người á. Trời ơi, cô cùng một sự đi xong đồ ăn.
Trời ơi. Vui quá à. Trời ơi, chưa bao giờ tôi lại vui. Oh my god. Cô thấy nè, trời ơi. Hả? Trời đẹp quá à. Wow. Ủa, thật sự là hôm nay là nhiệm vụ là đi kiếm em gái cô hay chơi đùa với cô vậy? Thật sự luôn á. Nhưng mà nó được một ngày mà. Hôm nay cô vui không? Cũng tôi vui là... á. Hôm nay là ngày tôi vui nhất ấy. Cô nha. Dạ em. À đúng rồi, cô có bức hình nào của em gái không để tôi xem đâu, để tôi cũng biết chứ. Chứ tôi chưa gọi là thấy tấm hình nào giữa cô với em gái cô luôn á. Này đưa cho tôi xem coi. Thế cô có bức ảnh nào không? Cherry. Có mà. Sao cô không đưa cho tôi? Tôi xem không đâu giá. Để tôi cũng biết chứ. Tại vì tôi bây giờ bây giờ tôi đưa nè, có gì đâu. Đó. Đây, tôi coi coi. Không biết cô có nhận ra không, nhờ em gái tôi là một người cực kỳ cute và dễ thương. Ờ vậy à, tôi mong vậy. Tôi xinh đẹp như thế này, gái tôi cũng đẹp như thế chứ, đúng không? What? Sao vậy? Bức ảnh này. Em gái tôi đẹp đến cỡ cô hất hồn hả? Xin lỗi. Sammy. Sammy hả? Chị đúng không? Hả? Ủa? Cô là ai? Tại sao cô biết tên tôi? Sammy. Không lẽ em là Sammy nè? Sammy. Em hả? Em. What? Ủa sao chị thay đổi vậy? Em có thay đổi mà. Tại sao chị? Chị đã thân ca sao? Trời ơi, em vẫn còn an mình. Tại sao chị trở thành như thế này hả? Chị đã thành cha luôn hả? Wow, hay vậy. Chị đã thành cha rồi nè. Trời ơi, tính em gái tôi quá à. Tính giàu để em cũng ước mơ giống chị á. Nhưng mà em cũng phải thành cha, em là người thường. Ủa, chị đã thất lạc bao nhiêu năm nay chị biết không ạ? Hay giờ chị em luôn á. Trời ơi, chị gấm hả? Chị thương thôi. Lần đầu gọi là chị gấm á. Trời ơi. Ủa sao ngay từ đầu chị không đưa cho bức ảnh này chị. Em biết chị là Sammy rồi, chị cũng dạ. Ủa mà sao chị phải dạ tên mình là Cherry vậy? Hay là tổ chức không cho chị biết tên hả? Vì tổ chức của chị là một chất cực kỳ đặc biệt và quan trọng, nên chị không được lộ tên bất cứ với người lạ. Ok? Nên chị rất là sợ. Trời ơi. Hình như con tim chị nó cũng có thấy là lạ khi gặp em rồi. Thấy kiểu Trời ơi, không ngờ. Em tôi vừa còn bình an. Ủa nhưng mà chị kiếm em mấy năm nay luôn hả? Chắc lâu luôn đấy. Bây giờ gia đình có còn liên lạc gì với em không? Còn chị thì không. Thôi bây giờ tụi mình đi về đi. Mệt quá tối nè. Chị đúng là làm em hết hồn thôi, thật chứ. Thôi nè em. Điên thật mà. Dù sao chị cũng gặp được em mà. Gác chị gây em đi trước. Đi. Thôi chị vợ nè.